Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình lại quay trở lại làm video và cũng muốn view những chiếc máy đang có tại kênh. Thì hôm nay bên mình có xem là 2, 4, 5 cái lốt 8 thì giá cũng tương đối rẻ. Thứ hai nữa là có hôm nay về được có đúng một cây XS sạc pin có 10 lần thôi. Zin keng luôn các bạn nhé. Có thể nói là 9% hoặc là những chiếc S10 vẫn còn, S7, S10 Plus rồi lốt 5. Thì bên mình sẽ vào view cho tất cả các bạn luôn nhé. Thì trước mắt mình sẽ view con lốt 8 trước cho các bạn. Đây, đây là một chiếc lốt 8 này. Lốt 8 này, con này sẽ là một cây khá rẻ. Tại vì mình lấy cái lô này thì nó bị ám rất là nhiều, nên là những con ám này mình phải bỏ ra mình bán hết. Đây, đây nha, hàng ám nhá. Đây, ám phân khoảng các bạn nha, ám phân khoảng này. Nhưng mà nhìn tổng thể thì màn nó tương đối trắng sáng. Đây các bạn nhìn ở ngoài đây à. Nó có cả lưu ảnh nhá, lưu ảnh mờ nhá. Đây là có lưu ảnh mờ này. Nhưng mà xem video rồi các thứ thì nó không ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ. Để màn hình đen thì cũng không nhìn thấy. Đây ví dụ như là để màn hình đen màu như này là các bạn nhìn cũng khó rồi, chỉ có nền trắng các bạn nhìn thấy thôi. Con này thì nó là bản Hàn chạy 2 SIM. Đây, con này sẽ vào view RAM với ROM cho nó. Con này là RAM của nó là 6GB và bộ nhớ của nó là 64GB các bạn nhé. Về ngoại hình đây thì tương đối đẹp này. Đấy, vỏ tương đối đẹp nhé. Đây, một chấm ở đây này. Đấy, một chấm này. Đấy, đúng một chấm này. Còn lại đẹp nhé. Đấy, còn lại tương đối đẹp. Bản Hàn. Một SIM. À, hai SIM. Đó, màn ám lưu ảnh. Thì con này nó là ám cấp độ 2 các bạn nhé. Ám cấp độ 2 và lưu ảnh. Thì con này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó chỉ có là 2.900.000 thôi. 2.900.000. Đây sẽ là một cái số 1. 2.900.000. Rất rẻ các bạn nhé. Lốt 8 đó, giá gọi là phá đảo chưa các bạn. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 bên mình là một chiếc cây, một cây lốt 8 máy màu đen, cũng là bản Hàn. Về ngoại hình của nó thì đẹp tương đối. Đó, tương đối đẹp các bạn nhé. Về ngoại hình là tương đối đẹp. Rất đẹp luôn. Mặt trước mặt sau nói chung là đẹp, hàng tuyệt. Nhưng mà màn hình của nó thì có ám ở cấp độ 0.5 các bạn nhé. Ám cấp độ 0.5 này. Đấy, các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn ở ngoài này. Hầu như không nhìn thấy đâu, nhìn kỹ thì sẽ thấy nhá. Nhìn kỹ mới thấy thôi. Đó. Con này cũng đã lên 2 SIM này. Để xem RAM ROM của nó nhé. Cũng là 6GB bộ nhớ 64GB các bạn nhé. 6GB trên 64GB. Yeah, ám cấp độ 0.5 các bạn nhé. Màn khá đẹp, đã lên 2 SIM. RAM ROM thì mình cũng xem rồi. Đây, con máy này thì bên mình lại đang bán cho các bạn với giá của nó là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. 3.500.000 cái màu đen các bạn nhé. Đây cái số 2. Tiếp theo là vào cái số 3 các bạn nhá. Vào cái số 3 lại là một cái màu xanh nữa đây. Nó cũng là một cây bản Hàn. Thì chắc chắn là cũng đã lên 2 SIM. Đây ở chân sạc nó có xước một chút nhá. Còn lại đẹp các bạn nhá. Còn lại đẹp. Để mà xem màn hình. Quan trọng mỗi cái màn hình thôi. Bộ này mình bán không quan trọng hình thức, chỉ quan trọng ngoại hình thôi. Ồ, con này là một con màn khá đẹp nhá. À đây đây đấy. Và đúng cái chỗ màu xám xám này là mới bắt đầu có gọi là ám một tí các bạn nhá.
đúng cái chỗ tìm kiếm này là nó ám đi một tí thôi, còn lại của nó là đẹp các bạn nhé. Đây nó cũng có lưu hình đấy, nó có lưu hình đấy. Ô vào đây thì màn lại sáng đẹp này, mà ra ngoài đây mình phải vào phần nền nó trắng này cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đấy, nó có lưu hình một chút ở đây nhé. Đấy. Con này thì đã chạy 2 sim rồi nhé, bản Hàn. Vào xem ram zoom của nó này, chắc vẫn là ram 6 bộ nhớ 64 rồi. Con này ram 6 bộ nhớ 256GB các bạn nhé, ram 6 bộ nhớ 256GB này. Đó, con này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3,6 triệu các bạn nhé. Cái số 2, cái số 3 bên mình bán 3,6 triệu này. Ám cấp độ 0.5, lưu nhẹ, lưu hình nhẹ một chút mà nó lại được bộ zoom của nó lên tận 256GB, khá là ok các bạn nhé. Tiếp theo một con máy màu vàng nữa này. Con máy màu vàng đây thì ngoại hình con này, ô con này đẹp luôn này, ngoại hình rất đẹp. Quan trọng màn, ô màn con này còn đây nó lưu ảnh một chút ở dưới phần dưới này nhá. Phần dưới này thì thường thường là nó có hay có cái icon này cho nên là sẽ khó nhìn thấy. Còn ám thì hầu như con này là không ám các bạn nhé, hầu như con này không ám, nó chỉ bị lưu hình một chút ở đây thôi. Đó, để vào xem. Con này ram 6 bộ nhớ 64GB các bạn nhé, có lưu hình một chút. Bên mình đang bán các bạn giá là 3,6 triệu nhé. Với ngoại hình tương đối đẹp. Ok, số 5 các bạn nhé. Có sức lông mèo một chút nhưng mà đẹp. Con này ám mức độ 0.5 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, đúng một đường kẻ phân khoảng này thôi, con lại không ám không lưu ảnh. Con này ram 6 bộ nhớ 64, ngoại hình tương đối đẹp. Con này bên mình đang bán cho bạn giá là 3,6 triệu các bạn nhé. Tương đối đẹp, 3,6 triệu. Tiếp theo nữa là ta đi vào cây Note 5 hàng Hồng Kông các bạn nhé, chạy chip Snap nhé. Đó, ngoại hình tương đối đẹp nhé. Về màn hình thì bọn này là nó cũng ám ở mức độ 0.5 các bạn nhé. Nhưng Note 5 thì chắc chắn là màn nó sẽ ám rồi. Giờ kiếm một con màn không ám thì khả năng là hơi hiếm. Nó có thuộc diện là siêu hiếm đấy, thì bọn này là khá lâu rồi. Con này là ram 4 bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Ngoại hình đẹp. Con này bên mình đang bán cho bạn giá là 2,5 triệu. Con màu vàng 2,5 triệu. Hàng Hồng Kông, 2 sim 26 nhé. Đấy, bản này là bản đắt nhất thị trường. Đắt hơn cả bản Việt Nam 2,5 triệu. Tiếp theo là một chiếc XS Max, pin 91%, hàng zin keng bản Mỹ, 64GB. Đó, siêu đẹp các bạn nhé, hầu như là không có vết xước gì đâu. Đây mình đang bán là 11,2 triệu nhé. XS Max
11.200.000. Tiếp theo vào một con XS, hàng zin kem pin 100 sạc có 10 lần thôi các bạn. Hàng này có thể là hàng đóng mới được các bạn nhé. Mình đã test YouTube rồi đấy. Đấy, xem được 30 phút. Xem được 30 phút. Mà pin từ 50 không biết là 54% thì phải. 55. 30 phút hết 5%. Máy mát rượi luôn. Máy mát như là chưa sử dụng luôn. Chuẩn xác là pin zin của nó. Con này date của nó là hai, tức là ngày sản xuất. Bọn mình cứ quen gọi là date là 2020 các bạn nhé. Nhưng mà cũng hết bảo hành rồi. Bản Zia XS 64GB bản Zia nhé. Hàng zin kem. Có thể nói là khó tính thì mình cứ gọi là 99 đi cho nó dễ. Còn nếu ai dễ tính thì coi như là hàng đóng mới, hàng zin kem luôn. Pin 100% sạc 10 lần. Đó, hàng hôm nay bên mình có duy nhất một cây thôi các bạn nhé. Đã test cho các bạn pin, các bạn khỏi phải chê luôn. Đúng kiểu pin mới luôn. Pin hàng mới. Chân sạc rất là sạch sẽ này. Đó. Con này thì màu vàng gold nên giá của nó hơi căng một chút. Bên mình đang bán cho bạn với giá của nó là 8.700.000 nhé. 8.700.000. Đó, để cho các bạn cân nhắc nhé. Thôi, có một con mình sẽ không dàn giá. 8.700.000 các bạn nhé. Tiếp theo vẫn là những chiếc Oppo A54 vẫn ấy đây. Full box. Mới dùng được 1 ngày. Giá 3.900.000. RAM 4 bộ nhớ 64, pin 5.000. Tiếp theo nữa là cái bọn là S10 Plus. Hôm trước thì mình mới bán được một cây số 2 thôi. Cây số 1 là cây bản Việt, mình xin view qua lại. Tất cả màn hình của nó đều đẹp các bạn nhé, mình sẽ không mở. Con này thì RAM 8 bộ nhớ là 128GB bản Việt, 2 SIM 26. Hàng zin đẹp. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 7.900.000. Hàng nguyên bản luôn các bạn nhé. Hàng nguyên bản luôn. Đó. Cây số 2 bán rồi, còn cây số 3 màu trắng nữa đây. Đó, con này đây, ngoại hình rất đẹp các bạn nhé. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá là 7.400.000, phải màu trắng. Lưng ceramic, nặng hơn, tức là cầm đầm tay hơn bản Việt. Bản RAM 8 bộ nhớ 512GB, mắc dung lượng. Bên mình đang bán là 7.400.000. Cây số 4 giá 7.000.000, khả năng ngoại hình của nó là một cây máy vỏ xước nhé, có cấn xước nhé, giá chỉ có 7.000.000 thôi. Đó, nó xước sát một chút mà giá lên xuống có 7.000.000, rất rẻ. Đấy, xám đen này, nhìn rất là manly nhé, rất là sang trọng. Cũng là bản 512GB ceramic nhé. Cây số 5 cũng là bản 512GB ceramic, giá 7.100.000. Đây, ngoại hình có một vết cấn ở đây. Còn lại đẹp hết các bạn nhé. Còn lại đẹp luôn, đẹp zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Giá 7.100.000. Tiếp theo cái S10 máy màu trắng, bên mình đang bán giá cho các bạn là 6.000.000. Trắng sứ. Đó, trắng sứ giá 6.100.000 các bạn nhé. Mình quên đấy, 6.100.000. Chưa được ăn, chưa được uống gì mà người cứ lấc liên tục. Kiểu bệnh lý quá. Khi nào mà ốm ốm cái mệt mệt là ý như rằng lấc. Mấy các bạn có bị không, mà các bạn có phương pháp nào điều trị không? Thường thường mình mà bị như này, thường thường là bị mất 3 ngày. Mệt kinh khủng. Cho nên hàng hóa là mình, nhiều lúc mình nói view này nó hơi níu nọ một chút thì mong các bạn thông cảm nhé. Cây S7 giá là 2.100.000 các bạn nhé. Máy đã lên 2 SIM. S7, Samsung Galaxy S7. Màn hình thì tương đối đẹp nhé. Đây, màn tương đối đẹp. Bộ nhớ của nó là 64GB. Này, bộ nhớ 64GB bên mình đang bán giá là 2.100.000 các bạn nhé.
mình sẽ vào bật màn cho các bạn xem. Đó, màn tương đối đẹp. Chưa đến tức là bọn này là nó cũng sẽ có ám, nhưng mà nó ám ở cái mức độ mà không ai tính, người ta sẽ tính là không ám. Nhưng mà nếu mà để thang đo chung thì con này nó sẽ ám, nó nhẹ hơn cái mức 0.5 các bạn nhé. Nhẹ hơn mức 0.5, nói chung là màn đẹp đấy các bạn ạ. Màn đẹp, nhẹ hơn mức 0.5. Thì bên mình đang bán là 2.1 các bạn nhé, bộ nhớ 64GB. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên mình cũng xin kết thúc video ở đây. Cũng đã view xong tất cả những video rồi. Thì chúc tất cả các bạn có một buổi online vui vẻ và bổ ích. Chúc các bạn sớm tìm được cho mình những chiếc máy theo ý muốn. Bây giờ mình xin kết thúc ở đây. Chào tất cả các bạn.